Hello chào anh em, hôm nay sẽ mở đầu video bằng một cách rất là khác luôn. Hiện tại thì mình đang ở trên mái nhà anh em ạ. Đây này, đó, xung quanh tối mịt luôn, không thấy một gì hết. Do bất đắc dĩ mà cái bồn nước của nhà mình nhá là nó bị tắc. Bây giờ phải đi thau cái bồn nước, nó bị dơ rồi nó tắc không biết sao. Tắc cái cột lọc này, bây giờ phải đi thau. Mà ở trên này thì tối thui. Rất may mắn là mình có cái đợt này mình có cái tấm đèn LED năng lượng mặt trời này này. Đó, gắn pin nha, rất là tiện dụng. Mình chỉ gắn hai cục pin vào đây và mình mang lên đây mình làm việc. Anh có thể mang đưa vào trong soi này, rồi có thể đặt chỗ này chỗ kia, rất là tiện. Đó, nếu như anh em thấy này, đây mình sẽ quay cái đèn đi chỗ khác để cho anh em thấy là ở trên này nó tối thui luôn. Không có cái đèn thì nó không thể làm việc được. Mà câu dây điện thì rất là phiền phức, rồi nguy hiểm nữa. Ở trên này máy tô nó cướp và dây điện rất là bất tiện ha. Đó, anh em thấy có cái bóng LED thì nó ok hơn hẳn nha ha. Đó, rất là tiện dụng anh em ha. Thôi bây giờ mình sẽ phải làm cho xong cái bồn nước này. Xíu nữa xuống làm xong cái này thì mình sẽ hướng dẫn anh em lại cái cách đấu nối và có thêm một vài cái bật mí cho anh em ở trong video này, anh em cùng theo dõi nhé. Mình đã trở lại rồi đây. Như anh em cũng thấy ở phần đầu video là cái tính ứng dụng của cái tấm LED này khá là cao ha. Anh em có thể lắp pin xong rồi cầm đi đâu cũng được, đặt ở đâu cũng được, nó sáng rất là mạnh, nó sáng rất là tốt luôn. Anh em có thể thoải mái làm việc mà không cần phải cầm như là đèn pin hay là cái thứ này kia. Sau cái video giới thiệu cái tấm LED vừa rồi thì mình cũng đã nhận được khá nhiều cái ý kiến thắc mắc của anh em về nhiều vấn đề, về vấn đề tản nhiệt này, rồi công suất này, độ sáng, nguồn pin hoặc là đấu nối. Mặc dù là ở cái video vừa rồi mình cũng đã có chia sẻ về cái một số cái thông tin đó rồi, nhưng mà có thể là chia sẻ chưa được kỹ hoặc là chưa được rõ ràng lắm, thì hôm nay mình sẽ giải đáp lại để anh em nắm được rõ hơn ha. Và sau cùng phần sau của video sẽ là cái hướng dẫn trực quan cho anh em cái cách đấu nối luôn cho anh em dễ hình dung ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung chính của video, đó chính là giải đáp các thắc mắc. Anh em còn thắc mắc gì về những cái tấm LED này mình sẽ giải đáp hết cho anh em ha. Vấn đề đầu tiên đó là về cái việc tản nhiệt. Thì nhiều anh em hỏi là cái tấm LED này tản nhiệt có tốt hay không, có cần gắn thêm tản nhiệt hay không, thì mình cũng sẽ xin giải đáp luôn là không cần nha anh em. Nếu như anh em chỉ sử dụng một cái viên pin 18650 như thế này thì anh em sẽ không cần phải tản nhiệt. Với mức điện áp là 4,2V thì cái tấm LED này thời gian sử dụng dài thì nó cũng chỉ có ấm ấm thôi chứ không có nóng, nên là không cần phải tản nhiệt, lắp thêm tản nhiệt thêm cho anh em nha. Tuy nhiên nếu như anh em muốn độ sáng cao hơn, anh em dùng lên 5V thì sẽ cần phải có quạt tản nhiệt hoặc là gắn thêm tản nhiệt ở phía sau để cho nó giải nhiệt được tốt hơn ha. Khi mà dùng 5V thì cái bóng này nó cũng sẽ khá là nóng, còn anh em dùng 4,2V thì nó sẽ không có nóng lắm đâu, nó cũng chỉ ấm ấm thôi, không có nóng lắm đâu ha. Đó là vấn đề tản nhiệt. Về độ sáng thì anh em như ở video trước thì anh em cũng đã thấy rồi. Cái tấm LED này rất là sáng luôn, mặc dù chỉ sử dụng cái nguồn điện thấp là 3V cho tới 5V, nhưng mà cái độ sáng của nó cũng khá cao. Tuy nhiên cái độ sáng nó sẽ tùy thuộc vào cái mức điện áp. Ví dụ anh em cấp 3V thì nó sẽ sáng yếu, cấp 3,7V thì nó sẽ sáng mạnh hơn, 4,2V thì nó sáng mạnh hơn nữa. Và như mình vừa nói, anh em cấp tối đa là 5V thì nó sẽ sáng rất là sáng luôn. Tùy vào cái điện áp cấp của anh em mà anh em sẽ có cái mức sáng mong muốn. Nên là nếu như anh em muốn càng sáng thì anh em cấp điện áp càng cao vậy thôi. Và ngược lại, điện áp càng thấp thì cái độ sáng càng thấp ha. Một số anh em hỏi là cái bóng đèn này nó có so được với lại cái bóng đèn LED rạng đông hoặc là mấy bóng đèn huỳnh quang mà 34W không? Thì cái độ sáng của nó cũng sẽ gần như là tương đương. Tuy nhiên cái độ phủ anh em phải biết là một cái bóng LED như thế này, là một cái tấm nhỏ như thế này, nó sẽ không thể có cái độ phủ lớn giống như là một cái bóng đèn huỳnh quang dài 1m2 được. Nên là nó sẽ sáng tập trung vào một chỗ chứ nó không tỏa ra hết tất cả nguyên phòng như là một cái bóng đèn lớn hoặc là một cái bóng đèn tròn họ thiết kế để cho sáng tỏa khắp. Còn cái này á, là nó sẽ chỉ sáng một mặt một phía thôi, anh em hướng cái bóng đèn về phía nào thì nó sẽ chỉ sáng tập trung về phía đó. Nếu như anh em muốn sáng mà dùng thay thế cho cái bóng đèn điện ở lắp đặt ở trong phòng á, thì anh em nên dùng nhiều bóng ha. Tại vì sẽ một cái phòng sẽ có nhiều góc khác nhau, anh em sẽ cần nhiều cái bóng đặt nhiều hướng khác nhau. Còn cái độ sáng thì rõ ràng rồi, bóng đèn này rất là sáng. Sau cái video vừa rồi thì cũng đã có khá nhiều anh em đã nhận hàng và mình cũng đã nhận được nhiều cái phản hồi tích cực từ anh em, đó là bóng này rất là sáng luôn. Thì trong hai cái thắc mắc trước thì mình cũng đã có một phần giải đáp về cái nguồn điện rồi đó. Nguyên bản thì cái tấm LED này là sử dụng điện năng lượng mặt trời, dùng cái tấm pin nhỏ, dùng điện áp sạc từ 5 đến 6V.
Thì cái điện áp sử dụng của nó thì dùng nó sẽ dùng pin là 3,2 cho tới 4,2V. Tuy nhiên thì vẫn có thể ráng lên được tới 5V anh em ha. Nhưng mà mình đã nói rồi đó, 5V thì nó sẽ khá là nóng nên anh em sẽ cần phải tản nhiệt và không khuyến khích sử dụng 5V ha. Nhà sản xuất họ sẽ không khuyến khích sử dụng 5V. Mặc dù nó vẫn có thể sử dụng được ở mức điện áp đó nhưng mà không khuyến khích, tại vì nó sẽ khá là nóng và sẽ khó hoạt động được trong thời gian dài nếu như anh em không giải nhiệt tốt ha. Rồi cuối cùng sẽ là cái phần mà rất nhiều anh em thắc mắc và nhiều anh em quan tâm, đó là cái công suất thực tế của cái bóng led này là bao nhiêu và cái mức tiêu thụ của cái bóng led này như thế nào để anh em sẽ cân đối lắp đặt pin hoặc là các thiết bị nguồn cấp cho nó hợp lý. Mình đã chuẩn bị ở đây một cái cục nguồn đa năng và một tấm led. Đây mình đang kết nối cái tấm led với cục nguồn đa năng. Mình sẽ test thử trực tiếp cho anh em luôn ở xem ở trên video, test tăng giảm cái điện áp trực tiếp để anh em thấy được là cái mức tiêu thụ thực tế của cái tấm led này là như thế nào. Mình sẽ test ở cái độ sáng tối đa nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái thiết bị test để cho anh em tham khảo ha. Đầu tiên thì anh em thấy ở trên đây có một cái đồng hồ, nó có 3 dòng hiển thị ha. Dòng đầu tiên nó sẽ hiển thị điện áp, tức là volt á. Đây là sẽ hiển thị bao nhiêu volt này. Dòng thứ hai sẽ hiển thị là dòng điện tiêu thụ, đây là bao nhiêu, tức là bao nhiêu A ha. Và cuối cùng là dòng thứ ba, đây sẽ là hiển thị cái công suất tiêu thụ là bao nhiêu. Rồi bây giờ thì mình sẽ cấp điện cho nó và bật cái tấm led này lên để cho anh em xem được là cái mức tiêu thụ của nó là bao nhiêu ha. Rồi hiện tại thì mình đang chỉnh cái mức điện áp, như anh em thấy ở mức điện áp ở trên cái đồng hồ đang hiển thị là 3V ha, 3V. Rồi mình bật cái bóng led lên. Với điện áp là 3V, dòng tiêu thụ là 0.65A thì cái công suất của cái bóng led là 1,9 đến 2W ha, nó sẽ dao động một xíu. Rồi bây giờ mình đã tăng lên 3,2V. Cái điện áp tiêu thụ, cái dòng điện tiêu thụ của nó là 1,45A và cái công suất là 4,5W ha. Rồi bây giờ mình sẽ tăng lên mức 3,7V này. Anh em nhìn ở đây sẽ rất chi là trực quan ha. Mình sẽ tăng trực tiếp luôn để anh em thấy được cái công suất tiêu thụ của cái tấm led này là như thế nào. Khi mà lên cái mức điện áp là 3,7V thì cái dòng điện tiêu thụ là 2,7A và công suất của bóng led lúc này là đạt 10W ha. Và lúc này thì cái tấm led đã rất là sáng rồi. Anh em sẽ khó mà cảm nhận được cái độ sáng của nó do là mình đang sử dụng 3 đến 4 bóng đèn chiếu vào cái chỗ khu vực quay phim cùng một lúc, nên là cái tấm led này nó sẽ khó khi mà thể hiện được cái, anh em sẽ khó mà cảm nhận được cái độ sáng của cái tấm led này khi mà anh em xem video ha. Rồi bây giờ mình sẽ tăng lên cái mức điện áp là 4,2V. Đây là cái mức điện áp của pin Li-ion khi mà sạc đầy. Một cục pin Li-ion đây, một cục pin Li-ion như thế này. Một viên pin Li-ion như thế này khi mà sạc đầy thì sẽ có cái điện áp là 4,2V. Đây là cái điện áp mà mình đang đặt ở trên cái đồng hồ này. Đó, với cái mức điện áp là 4,2V thì cái dòng tiêu thụ của cái tấm led này là 4A ha và công suất là 16,8W. Rất sáng rồi nha anh em. Lúc này là rất sáng rồi ha. Rồi, mình sẽ tăng lên cái mức điện áp là 5V. Đấy. Thì như phần đầu video mình chia sẻ là cái mức điện áp 5V là mức điện áp mà tối đa mà cái tấm led này có thể chịu đựng ha. Và cái lúc này thì cái tấm led cũng rất sáng. Tuy nhiên thì cái tấm led cũng sẽ rất là nóng luôn. Anh em sẽ cần phải thêm cái quạt tản nhiệt hoặc là gắn thêm miếng tản nhiệt để cho nó có thể hoạt động ổn định ha. Rồi, ở cái mức điện áp là 5V thì cái công suất nó sẽ dao động là từ 25 cho tới 32W, do là tùy thuộc vô cái độ nóng của tấm led. Càng nóng thì cái mức dòng tiêu thụ càng cao. Và anh em càng để lâu thì sẽ thấy là cái công suất tiêu thụ của nó càng lớn, do là cái tấm led nóng hơn ha. Đó, rất là nóng luôn. Ở mức điện áp này thì sẽ rất nóng nha. Anh em để một lúc nữa thì nó sẽ lên tới 30W lần á. Thì đây là một cái bài test để cho anh em thấy được là cái công suất của cái tấm led này có thể đạt tối đa là 30W ha. Và với cũng mình lưu ý lại một lần nữa là ở cái mức điện áp đó, công suất đó thì anh em sẽ phải gắn thêm cái tản nhiệt rời cho nó để cho nó mới đáp ứng được cái đèn hoạt động trong thời gian dài. Nếu anh em không gắn tản nhiệt thì sẽ không sử dụng được trong thời gian dài đâu ha. Các bóng led sẽ rất là nhanh già và chết ha. Đó, như vậy là vừa rồi anh em cũng thấy được là cái công suất ở của cái tấm led này, ở từng mức điện áp thì nó sẽ có cái công suất tiêu thụ khác nhau và có cái độ sáng khác nhau, anh em cũng đã vừa thấy được rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang phần tiếp theo của video này, đó là phần hướng dẫn đấu nối và nhắc lại thêm một vài các cái chi tiết cần lưu ý ở trong cái tấm led này khi mà anh em sử dụng ha. Đầu tiên, đây là một cái tấm led nguyên bản này. Đây là một cái tấm led nguyên bản mà bên mình chưa hàn dây, chưa làm cái gì hết. Thì khi mà gửi tới cho anh em á thì bên mình sẽ hàn sẵn cái dây này cho ra cho tới anh em này, là mình sẽ hàn sẵn cái dây nối với pin.
là dây B trừ và dây B cộng, em sẽ nối với cục pin 18650 hoặc là pin sắt, hoặc là nối với lại cái cục nguồn 5V hoặc là 4.2V á để mà sử dụng ha. Còn cái phần sạc thì anh em sẽ phải về tự hàn. Mỗi một cái tấm led thì bên mình có gửi kèm một cái jack sạc như thế này. Khi mà anh em mua combo thì mới được gửi kèm jack sạc ha. Còn anh em mua tấm led lẻ thì mình sẽ không có kèm cái này. Đây là cái quà tặng kèm và có thể hết bất cứ lúc nào ha. Thì anh em sẽ hàn như thế này. Cái chân S trừ là cái chân âm thì anh em sẽ hàn cái dây màu đen. Cái chân S cộng là cái chân dương thì anh em sẽ hàn cái dây màu đỏ. Đó, đây ở đây mình có hàn sẵn. Em thấy này, chân S trừ với dây đen, chân S cộng với dây dương ha. Thì khi mà anh em hàn như vậy á thì anh em có thể sử dụng những cái cục sạc dự phòng, những cái cục sạc điện thoại để anh em sạc trực tiếp cho cái cục pin này ha, qua cái mạch sạc ở tích hợp trên cái tấm led này ha. Đây mình sẽ sạc thử cho anh em thấy này. Khi mà ghim như vậy á thì cái đèn báo sạc nó sẽ nháy, nó sẽ sáng. Đây mình đang dùng một cục sạc dự phòng, điện áp sạc là 5V và dòng sạc là 1.5A ha, cũng khá ok. Với cái đèn áp sạc như vậy thì cũng khá là nhanh đầy ha. Cái thứ hai đó là cái nguyên lý hoạt động của cái tấm led năng lượng mặt trời này. Ở phần video trước thì mình cũng đã có chia sẻ với anh em rồi, đó là cái tấm này nó là cái tấm led năng lượng mặt trời. Khi mà có ánh nắng, khi mà có điện áp sạc vào cái tấm pin á thì cái đèn này nó sẽ không sáng, và nó tôi mặc định là nó hiểu là đó là đang là ban ngày và nó sẽ không sáng. Khi mà cái tấm năng lượng mặt trời mà không có điện áp sạc xuống cái tấm này á thì nó sẽ hiểu đó là khi là trời tối rồi thì nó sẽ cái đèn này nó sẽ tự động bật lên không cần remote. Thì mình cũng lợi dụng cái nguyên lý đó để mình làm một cái công tắc phụ. Khi mà anh em không có mua remote hoặc là anh em không muốn dùng remote thì mình sẽ hướng dẫn anh em như sau. Đầu tiên anh em cũng thấy là ví dụ đây, mình sẽ ví dụ cái nguyên lý của cái tấm năng lượng mặt trời ha. Ví dụ như đây là hai cái chân của tấm năng lượng mặt trời, ghim sạc vào thì có điện áp sạc cho cái đèn led báo sạc ở trên cái tấm năng lượng mặt trời này sẽ sáng và cục pin này cũng sẽ đang được sạc. Rồi khi mà trời tối á, thì cái tấm pin năng lượng mặt trời nó không có điện áp sạc vào cho cái này. Ví dụ bên đây mình rút ra thì cái tấm pin này nó sẽ tự động nó sáng ha. Tấm pin này nó sẽ tự động nó sáng đó, tấm pin này nó sẽ tự động nó sáng. Rồi đến trời sáng thì cái tấm pin năng lượng mặt trời nó lại sạc vào thì nó sẽ tự động tắt. Đó là cái nguyên lý ha. Thì ở đây ví dụ như anh em không có cái remote mà anh em muốn nó sáng tắt tối sáng theo cái ý muốn của mình mà anh em muốn dùng công tắc á, thì mình sẽ hướng dẫn như sau. Ở cái chân S cộng này, anh em nối S cộng và B cộng, anh em nối với một cái công tắc như thế này. Đây nối một cái công tắc như thế này ha. Công tắc này là công tắc anh em cũng có thể dùng công tắc ấn giữ ha để mà dùng, còn cái này là công tắc bật bên. Rồi thì khi mà nối cái chân S cộng và chân B cộng á, đây mình nối chân S cộng và chân B cộng thì đây mình không cắm sạc nha, tức là mình đang đánh lừa cái tấm led năng lượng mặt trời này là có một cái điện áp đang sạc vào cái tấm led này ha, không có tốn điện đâu anh em, đừng có lo ha. Thì lợi dụng cái nguyên lý như lúc nãy á, khi mà rút cái sạc ra thì nó sẽ sáng. Thì bây giờ mình anh em muốn nó đèn nó sáng thì anh em bật ngược lại một lần nữa là đèn nó sẽ sáng, không cần dùng remote ha. Đó không cần dùng remote đó. Còn nếu anh em tắt thì anh em lại dùng bấm cái nối cái S cộng và B cộng lại như bình thường ha, đóng cái công tắc để cho nối lại hai cực này lại với nhau thì nó cái đèn led nó sẽ tắt ha. Tuy nhiên lưu ý nha, với cái cách nối như thế này á thì anh em buộc phải mở cái kết nối, ngắt kết nối giữa S cộng và B cộng, tức là tắt công tắc trước khi cắm sạc ha, không có là nó sẽ hỏng cái chức năng sạc ở trên cái bị led này ha. Đó lưu ý với anh em là như vậy. Rồi, cũng tiện đây chia sẻ luôn với anh em, như mình đã nói là cái chân S cộng S trừ và chân S cộng là cái chân sạc từ tấm năng lượng mặt trời xuống tấm led, và mình cũng sẽ dùng chính cái chân này. Nếu như anh em không dùng tấm năng lượng mặt trời, anh em sẽ dùng chính cái chân S trừ và S cộng này để sạc trực tiếp cho cục pin bằng sạc điện phòng, bằng sạc điện thoại, bằng sạc gì đó 5V ha. Em không được cấp 12V vào đây ha, chỉ được cấp là từ 5 cho tới 6V, tối đa là 6V thôi, không được sử dụng 12V anh em ha. Đó, nhắc lại một lần nữa là chân S trừ và chân S cộng anh em có thể dùng cục sạc dự phòng này, cục sạc điện thoại này, hoặc là bất kỳ một cái cục nào đó có điện áp là 5 đến 6V anh em cấp vào đây thì nó sẽ cũng sẽ sạc cho cục pin này, không cần phải dùng pin năng lượng mặt trời. Một số anh em cũng có ý kiến hỏi mình rằng là cái tấm pin năng lượng mặt trời này sử dụng 3V, 4V thì cũng khá giờ tiện rồi. Tuy nhiên thì ở nhà đang có sẵn cái hệ thống 12V, có sẵn bình ắc quy thì có thể sử dụng được cái tấm pin này hay không? Thì mình xin trả lời luôn là sẽ sử dụng được nha anh em. Nhưng mà cách sử dụng nó sẽ hơi khác một xíu. Đó là anh em cũng biết là một cái tấm pin này thì nó sẽ có cái điện áp vào là 3 đến 5V ha. Thì nếu như anh em muốn dùng 12V thì anh em nối tiếp lại với nhau, nối tiếp 3 bóng lại với nhau. 12V chia cho 3 thì sẽ được 4. Thì mỗi cái tấm pin này nó sẽ chịu cái điện áp là 4V.
anh em lưu ý nha, đấu nối tiếp chứ không phải đấu song song ha. Nối tiếp có nghĩa là cái chân âm của cái tấm led này nó sẽ sang chân dương của tấm led kia và cứ tiếp tục như vậy ha. Rồi mình sẽ cấp điện áp ở hai cái đầu cuối cùng vừa còn lại này. Anh em nhớ bọc cái co lại nha. Ở đây mình chỉ demo thôi. Đây mình sẽ demo trực tiếp cho anh em thấy này. Đây mình đang đấu nối tiếp ba cái bóng led này lại với nhau, mình sẽ úp xuống để cho anh em đỡ bị chói ha, cái camera đỡ bị quá sáng. Rồi chỉnh cái điện áp của cái tấm pin này lên mức là 12V. Rồi 12V bật nguồn 12V. Rồi anh em đang thấy trực quan ha, đang dùng 12V ha. Đó, mở tấm led lên, anh em cũng thấy dùng 12V bình thường anh em ha. Đó, và thường thường á, bình ắc quy á thì sẽ có cái điện áp sạc đây khi đầy á là hơn 12V, tức là 13 đến 13,5V. Thì bây giờ mình cũng sẽ test thử xem là cái mức điện áp đó thì cái dòng tiêu thụ và cái công suất tiêu thụ nó sẽ là bao nhiêu. Đây, mình đang để ở cái mức điện áp là 13,5V. Thì cái dòng tiêu thụ của cả ba cái tấm led này, lúc này là tấm led rất là sáng ha, anh em sẽ thấy rất là chói. Cái dòng tiêu thụ của nó là 6A và công suất của cả ba tấm này là 80W ha. Đó. Dùng 12V bình thường anh em ha, với điều kiện là anh em sẽ phải đấu nối tiếp ba bóng lại với nhau, anh em không được đấu một bóng nha, lưu ý nha, không được đấu một bóng ha. Đó, rồi như vậy là hôm nay mình đã giải đáp gần như là hầu hết tất cả thắc mắc của anh em rồi. Nếu như anh em vẫn còn thắc mắc gì đó liên quan đến cái tấm led này thì anh em có thể bình luận ở dưới phần bình luận của video này ha, hoặc là nhắn tin gọi điện trực tiếp tới hai số điện thoại này, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em. Rồi cuối cùng sẽ là phần báo giá ha. Bên mình sẽ có hai combo để cho anh em lựa chọn, đó là combo đầu tiên là gồm hai bóng led, một remote này có thể điều khiển cho rất nhiều thiết bị, miễn là nó ở trong cái phạm vi điều khiển ha, anh em có thể điều khiển chung cùng lúc 100 bóng cái bóng led bằng một cái remote, nên là mình sẽ làm sao để tối ưu cái chi phí cho anh em, tiết kiệm nhất cho anh em ha. Rồi combo đầu tiên sẽ là gồm hai bóng led, một cái remote và tặng kèm hai cái jack sạc Type-C để cho anh em hàn vào cái tấm led này để cho anh em sử dụng ha, sử dụng cái cục sạc điện thoại hoặc sạc điện phòng ha. Combo này sẽ có giá là 120.000 chưa bao gồm phí ship ha. Rồi combo thứ hai thì cũng gồm một remote, tuy nhiên sẽ tăng thêm một cái bóng led nữa là ba bóng led. Combo này ba bóng led và tất nhiên ba bóng led thì cũng sẽ có ba cái jack sạc, vẫn sử dụng một remote. Combo này có giá là 160.000. Khi mà anh em mua hai cái combo này, hai combo số 2 á, hai combo số 2 gồm ba bóng led với một remote này á, mà anh em chuyển khoản thì bên mình sẽ bao ship ha. Lưu ý là chỉ áp dụng với lại hai, khi mua từ hai combo số 2 trở lên và chuyển khoản thì bên mình sẽ bao ship. Còn lại tất cả những cái combo anh em mua lẻ hoặc combo khác anh mình, bên mình sẽ đều có hỗ trợ gửi hàng, giao hàng, thu tiền tại nhà, nhưng mà không bao ship ha. Báo giá luôn phí ship toàn quốc của bên mình là 30.000 toàn quốc. Anh em mua một combo, hai combo hoặc 10 combo sẽ cũng chỉ có giá 30.000 mà thôi. Như vậy thì anh em đã nắm được cái thông tin cơ bản về cái combo led này rồi ha. Video này cũng đã dài, mình xin phép kết thúc video tại đây. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng hoặc là có quan tâm về cái tấm led này thì anh em có thể liên hệ hai cái số điện thoại trên góc màn hình, em có thể liên hệ gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo đều được ha. Mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả video để cho anh em click vào đó tự đặt hàng cho nó dễ ha. Tất cả đơn hàng trên website shopfly.vn thì anh em khi mà anh em đặt hàng thì bên mình sẽ tự động gửi hàng và không cần liên hệ lại, trừ một số trường hợp đặc biệt ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau.